nhân dân cha và con và thánh thần. Chúa ở cùng anh chị em và cùng cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Này Thiên Chúa toàn năng đã muốn gọi người tôi tớ Chúa là ông Giuse Vũ Văn Lê Văn Vũ chúng con ra khỏi đời này về với Chúa. Vậy chúng ta xin gửi thân xác ông vào lòng đất để thân xác ấy trở về nơi mình phát xuất ra. Chúa Kitô là đấng đầu tiên đã từ cõi chết sống lại, người sẽ tái tạo thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác sáng láng của người. Vậy chúng ta xin phó dâng người tôi tớ Chúa là ông Giuse Lê Văn Vũ chúng ta đây cho Chúa, để Chúa đón nhận và đưa vào chốn hình bình an của Ngài, và cho thân xác người tôi tớ Chúa là ông Giuse Lê Văn Vũ này được sống lại trong ngày sau hết. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã phán: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù chết, dù có chết cũng sẽ sống. Và bất cứ ai sống và tin ta thì sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu xin cho người tôi tớ Chúa là ông Giuse Lê Văn Vũ đây. Chúa đã khóc thương Nazaro chết, xin lau sạch nước mắt chúng con. Xin Chúa nhận lại chúng con. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin cũng thương cho người tôi tớ Chúa là ông Giuse Lê Văn Vũ được sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã hứa thiên đàng cho người trộm biết thống hối, xin thương đưa người tôi tớ Chúa là ông Giuse Lê Văn Vũ chúng con đây về trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã cho ông Lê Văn Vũ chúng con đây được thanh tẩy nhờ nước rửa tội và được in dấu nhờ việc sức dầu thánh. Xin thương nhận người tôi tớ Chúa là ông Giuse Lê Văn Vũ chúng con vào sổ các thánh và những người Chúa chọn. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đang nuôi dưỡng người tôi tớ Chúa là ông Giuse Lê Văn Vũ chúng con trong tiệc mình vào máu Chúa. Xin thương nhận người tôi tớ Chúa là ông Giuse Lê Văn Vũ chúng con vào bàn tiệc nước trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con đang đau buồn thương nhớ người thân yêu của chúng con là ông Giuse Lê Văn Vũ. Xin Chúa thương nâng đỡ cho chúng con được an ủi trong đức tin và vững lòng cậy trong được sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay nương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Này Chúa, chúng con lại xin Chúa thương xót tôi tớ Chúa đã qua đời, mà cho người đã có lòng ước nguyện làm theo ý Chúa, không bị phạt vì những việc đã làm, để như ở dưới thế, đức tin chân thật đã liên kết tôi tớ Chúa với cộng đoàn tín hữu thì trên trời. Lòng thương xót của Chúa cũng làm cho tôi tớ Chúa được nhập đoàn với các thiên thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy ngầm nhận lời con kêu bằng, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chẳng tội nào ai đổi được, hãy Chúa hằng có lòng này cùng vì lời Chúa ban ngươi. Trong cậy người cho liên thì người lớn nhân này ngày thương vô cùng sẽ tha hết mọi tội lỗi, sẽ làm dân người thay thế. Này Chúa,
con cũng vui vẻ vô cùng vì Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Ơn Đức Chúa Giêsu xưa bởi trời mà xuống thế gian 33 năm cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên đã được rồi, thì nay chúng con xin Chúa đấng nhân lành vô cùng thần phạt cho linh hồn Giuse đã cầu nguyện hôm nay hoặc còn tham nơi lửa luyện tội, thì xin mở cửa tủ rạc ấy cho ra mà đem đến chốn hương mọi sự vui thật là nước thiên đàng, vì Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Chúng con trông cậy vào Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin Chúa Giêsu bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiêu tôn Đức Tứ Đồng Trị Nghiệp Linh Sáng Năng. Cậy vào Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Cậy Trái Tim Cầu Thánh Cầu Tình Ca Thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Cậy ông Thánh Giuse là bạn Thánh Thầy Đức Bà Maria trong đời đồng sinh, cầu cho chúng con. Lạy ca thánh từ đạo Việt Nam, chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Giuse được đến chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng nắng vui vẻ vô cùng. Amen. Nhưng không thấy đâu.
người đứng để cho coi nổi nha, để không nhiên đấy. Mọi người đứng dưới xuống nha. Người. Người đứng dưới để đứng cho đối diện. Nếu nổi thì một ông đứng xuống dưới lên trên cái đấy để đổ.